Hello, xin chào các bác. Trong cái video này em đang quay trước mặt màn hình đây, đó chính là một cái phôi gỗ cẩm. Nhắc tới gỗ cẩm thì chắc hẳn các bác đã biết nó là loại gỗ thuộc nhóm A. Và đồng thời nó là một trong những loại gỗ có cái bộ vân đẹp nhất nhì hành tinh. Đây, như các bác nhìn đây này. Đấy. Đây là một cái phôi gỗ cẩm cực già, và bên cơ sở em đã lựa chọn để làm ra một chiếc vòng tay đẹp. Thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn một phôi gỗ đẹp. Một phôi gỗ đẹp là như thế nào? Khi chúng ta lựa chọn là cái gỗ, chất gỗ nó phải đan xít vào nhau như thế này này, cái đường vân này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đan xít vào nhau thì khi tạo ra một chiếc vòng tay nó nhỏ thì nó mới thấy được những cái vẻ đẹp, những đường vân nó nổi lên. Chứ còn thì nếu mà khi chúng ta lựa chọn một cái phôi gỗ mà có đường vân lớn ấy, thì làm ra chiếc vòng tay không bao giờ đẹp được các bác ạ. Đấy. Đấy. Ok, thì bây giờ là em sẽ xẻ cái phôi gỗ này ra xem nó bên trong vân nó đẹp cỡ nào các bác nhá. Và bây giờ là cái quá trình khi em xẻ cái lát cắt ra để cho các bác thấy được cái vân đẹp như thế nào các bác nhá. Ok. Từ từ em ạ. Đang rất là hồi hộp. Các bác hãy đón chờ nhá. Gỗ cẩm nó cứng lắm các bác ạ. Làm ra một chiếc vòng tay thì chúng ta đeo càng bền bỉ theo thời gian, càng đeo càng bóng, và càng đeo cái chất gỗ nó càng lên nước càng đẹp. Rất cứng. Đấy. Các bác thấy cái vân của nó này. Này. Các bác thấy chưa? Vân nó nhỏ li ti này. Cái này làm vòng tay thì hết ý các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, cái đường vân này. Em zoom lại gần cho các bác xem nhé. Để đạt được cái độ vân như thế này thì một cái cây nó phải có cái tuổi thọ của trên 100 năm các bác ạ. Thì nó có cái độ vân xít. Kể cả gỗ xưa cũng vậy. Nếu mà làm những cái loại gỗ làm ra vòng tay mà muốn có cái vòng đẹp thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn những cái gỗ, chất gỗ vân xít như thế này này thì nó già. Còn nếu mà chúng ta chọn cái phôi gỗ mà vân nó loang loang lớn ấy, nó là gỗ xưa non các bác nhé, hoặc là gỗ cẩm non. Đấy. Ok, thì trong cái video này em đã chỉ cho các bác nhận thức được là phôi gỗ xưa đẹp nó như thế nào, và cái chất gỗ để làm ra một chiếc vòng tay đẹp sẽ như thế nào. Các bác đón chờ ở tập tiếp theo để ra được một thành phẩm vòng tay đẹp cho các bác xem nhé. Okay.